Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Philip-phê: Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Anh không tin rằng thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy sao? Thấy và tin. Nhà khoa học vĩ đại Newton, khi nghiên cứu các hành tinh trong vũ trụ, đã có một câu nói để đời: Tôi đã thấy Thiên Chúa qua ống kính viễn vọng của tôi. Người Kitô hữu luôn khát khao được nhìn thấy Chúa, dù chỉ một lần trong đời. Chính vì lẽ đó mà khi nghe nói Chúa hiện ra nơi này, nơi kia, thì mọi người kéo đến để chiêm ngưỡng. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là tin đồn. Thấy Thiên Chúa hôm nay không có nghĩa là thấy người bằng cặp mắt thể xác như ông Philip-phê mơ ước. Thấy ở đây là thấy trong đức tin, là cảm nghiệm Thiên Chúa thật gần gũi, thân mật, người đang đồng hành nâng đỡ và che chở bảo vệ ta. Các môn đệ xưa là những người đã thấy Chúa và đã tin. Còn chúng ta hôm nay, hãy cứ vững tin vào Chúa, rồi người sẽ ban cho chúng ta thấy điều chúng ta hằng mong mỏi. Lạy Chúa Giêsu, với niềm khao khát như Thánh Philip-phê, xin cho chúng con được nhìn thấy Chúa hiện hữu trong mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt trong mọi biến cố cuộc đời, để chúng con luôn sống trọn tâm tình thảo hiếu với Cha trên trời. Amen.